Tesla lỗ ròng 140 triệu đô trong năm 2022 chỉ vì đầu tư Bitcoin, Elon Musk liệu có điêu đứng? Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ SEC vào ngày 30 tháng 1 vừa qua, thì Tesla đã báo lỗ lên đến 204 triệu đô la Mỹ trong năm 2022 chỉ vì đầu tư Bitcoin. Trong hồ sơ thì Tesla gọi Bitcoin là tài sản vô hình tồn tại vô thời hạn. Các tài sản này thì được định giá liên tục để xác định giá trị ở trên bảng cân đối kế toán so với giá trị ở trên thị trường. Trong thời điểm quý 1 năm 2021 thì Tesla đã bỏ ra khoảng hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ để nắm giữ Bitcoin và trở thành một trong những công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới chỉ sau MicroStrategy. Và thời điểm đó thì giá của một Bitcoin đang vào khoảng 46.000 đô la Mỹ. Trong suốt thời gian nắm giữ thì Tesla chỉ cắt lỗ một lần duy nhất với khoảng hơn 75% lượng Bitcoin mà họ đang nắm giữ, tương đương với giá trị khoảng 936 triệu đô la Mỹ vào hồi quý 2 năm 2022 sau khi đã hold chắc tay hơn 2 quý trước đó. Tuy nhiên, với mức giá mua trung bình Bitcoin là 33 cho đến 38.000 đô thì hiện tại Tesla vẫn đang đu đỉnh khá sâu. Oh my God. Giá cổ phiếu của Tesla cũng không mấy khả quan, phần vì chịu tác động nặng nề từ nền kinh tế vĩ mô, phần vì niềm tin của các nhà đầu tư đã lung lay khi mà Elon Musk dành quá nhiều thời gian cho Twitter. Đồng hành cùng vị tỷ phú 51 tuổi không thể nào không kể đến cái tên Dogecoin. Tesla thì cũng đã chấp nhận thanh toán đồng Doge vào tháng 1 năm 2022 sau khi lạnh nhạt với Bitcoin. Thông tin vị tỷ phú Elon Musk thâu tóm lại Twitter thì cũng là bệ phóng giúp cho đồng Dogecoin bay liên tục trong thời gian gần đây.